Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ và những lời chúc từ Chủ tịch Đinh Quang Hoè. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị khách quý, các quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học viên của khóa 33. Và trong sự kiện lễ tốt nghiệp của khóa 33 ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ được chứng kiến những lễ ký kết hợp tác vô cùng quan trọng của Evasinh cùng với những quý đối tác nhằm mục đích phát triển ngành làm đẹp trong và ngoài nước. Và sau đây thì chúng tôi xin mời đến phần lễ ký kết của Evasinh và công ty KOL Korea. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Kim Chui Hyun và ông Đinh Quang Hoè sẽ lên ký kết hợp tác hai bên giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng chứng kiến lễ ký kết hợp tác rất quan trọng giữa Học viện Thẩm mỹ quốc tế Evasinh và công ty KOL Korea, giữa ông Kim Chui Hyun và ông Đinh Quang Hoè. Và trong sự kiện ngày hôm nay thì ông Kim cũng sẽ có những món quà vô cùng hấp dẫn sẽ dành tặng tới cho hơn 200 học viên của chúng ta cũng như là các bạn tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ ngày hôm nay ạ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay lớn thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho sự hợp tác rất bền chặt và chặt chẽ này ạ.